Đối với các bạn, đâu là trận cầu kinh điển nhất tại Champions League? Trong xuyên suốt lịch sử giải đấu hấp dẫn nhất lục địa giả, sẽ có hàng loạt chiến tích được chỉ ra như đêm Istanbul huyền thoại giữa AC Milan và Liverpool, màn hủy diệt Barcelona với tỷ số 8-2 của Bayern Munich, hay cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của Liverpool trước gã khổng lồ xứ Catalan với tỷ số 4-0. Thế nhưng chắc hẳn những tín đồ lâu đời của bộ môn thể thao vua không thể quên được cơn mưa bàn thắng với 7 bàn được tạo ra bởi dàn hào thủ tài năng của Real Madrid và Manchester United trong trận đấu thuộc khuôn khổ tứ kết lượt về Champions League mùa 2002-2003 tại nhà hát của những giấc mơ. Đó là cuộc đụng độ giữa hai nhà vô địch của Anh và Tây Ban Nha, là cuộc chạm trán giữa hai câu lạc bộ danh giá và giàu truyền thống nhất của bóng đá thế giới, là cuộc so kèo nảy lửa giữa những quái kiệt xuất chúng nhất làng túc cầu lúc bấy giờ. Đến nay hàng loạt tờ báo vẫn khẳng định đó là trận đấu hay nhất thế giới, mà có thể tua đi tua lại hàng năm để gợi nhắc về những giá trị tinh túy nhất của bộ môn này. Không chỉ trường tồn trong ký ức và con tim của người hâm mộ, nó còn mang tính chất định nghĩa lại nền bóng đá của thế kỷ 21. Chưa cần nhìn vào màn trình diễn trên sân hay kết quả, chỉ cần điểm qua những tên tuổi hàng đầu góp mặt trong trận đấu là đủ để thấy chất lượng mà cuộc đối đầu này có thể mang lại. Một bên là thế hệ Galacticos đầu tiên trong tay của Vicente del Bosque với Luis Figo, Roberto Carlos, Fernando Hierro, Guti, Zidane và cái tên lĩnh sướng hàng công là Ronaldo de Lima. Bên còn lại cũng không chịu kém cạnh với Roy Keane, Juan Sebastian Verón, Ruud van Nistelrooy, Ryan Giggs, Rio Ferdinand và David Beckham cùng nhau thi đấu dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân vĩ đại nhất lịch sử Sir Alex Ferguson. Ở loạt trận lượt đi, Man United đã phải hứng chịu thất bại 1-3 trong chuyến làm khách đến Santiago Bernabeu, đồng nghĩa tất cả những gì tinh túy nhất, niềm kiêu hãnh, tinh thần cuột cường hay còn gọi là dòng máu quỷ của tất cả chiến binh áo đỏ sẽ là những yếu tố mà Man United dồn toàn lực trong trận đấu lượt về tại thánh địa Old Trafford. Vấn đề duy nhất mà Sir Alex Ferguson phải đau đầu đó là cái tên bị lãng quên trên băng ghế dự bị, David Beckham, nạn nhân của vụ chiếc giày bay khét tiếng nổ ra trước đó 2 tháng. Có người còn cho rằng đây chẳng khác gì là buổi xem giò của Real Madrid đối với số 7 huyền thoại của Man United. Bởi thời điểm ấy, thời gian của Beckham tại đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh không còn nhiều, còn cánh cửa gia nhập hàng ngũ Los Blancos đang mở toang trước mắt. Trở lại với trận đấu ngày 23 tháng 4 năm 2003, thời điểm mà dàn cầu thủ hùng mạnh của hai bên được dẫn đầu bởi vị vua áo đen huyền thoại Pierluigi Collina bước ra từ đường hầm, tất cả các cổ động viên có mặt trên khán đài đều hiểu rằng tất cả mọi thứ đã sẵn sàng cho cuộc đấu kinh điển từ các huyền thoại trên sân cỏ trên sân, hai vị chiến lược gia đại tài trên băng ghế chỉ đạo, đến cả người cầm cân nảy mực nổi tiếng bậc nhất. Tất cả đều đã hội tụ tại sân vận động với biệt danh Mỹ Miều, nhà hát của những giấc mơ. Độ kịch tính bắt đầu ngay ở những phút đầu tiên. Phút thứ 12, từ những pha đan bóng đẹp mắt giữa Roberto Carlos, Figo và Zidane bên cánh trái, tuyển thủ người Pháp tung ra đường truyền đến vị trí của Guti ở khu vực vòng tròn giữa sân. Nhiều người đã nhìn thấy Ronaldo bắt đầu chạy chỗ với suy nghĩ trong đầu: đúng rồi, hãy chuyển đến vị trí của anh ấy đi. Quả thật, chỉ mất 2 nhịp xử lý, Guti đã đưa được bóng đến đà băng xuống của người ngoài hành tinh, bất chấp nỗ lực bám đuổi của trung vệ đắt giá nhất thế giới thời điểm ấy, Rio Ferdinand. Số 11 của Real Madrid tung ra cú dứt điểm một chạm vào góc gần, xé toạc mảnh lưới của Fabian Barthez, mở tỷ số cho trận đấu. Ronaldo ăn mừng dưới sự hò reo của các Madridista, còn Man United đã dần nhận thấy được sức ép đang lớn hơn từng phút. Trước mắt họ là nhiệm vụ phải ghi tối thiểu 3 bàn thắng để đưa tổng tỷ số về thế cân bằng. Sức nóng của trận đấu được đẩy lên cao trào với liên tiếp những tình huống đôi công và cả những màn ăn miếng trả miếng khốc liệt ở khu vực giữa sân. Cảm tưởng bàn thắng tiếp theo có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Điều gì đến cũng đã phải đến trước khi bước vào giờ nghỉ. Những nỗ lực của các thủ áo đỏ đã được đền đáp. Từ pha chọc khe tuyệt hảo của Ryan Giggs, Ole Solskjaer thoát xuống rìa vòng 5m50 rồi thực hiện đường truyền vào trong loại bỏ cả Hierro và Casillas. Van Nistelrooy đã có mặt đúng thời điểm để đệm bóng vào lưới trống, níu giữ lại hy vọng cho Quỷ Đỏ. Có được bàn thắng, Man United tiếp tục trà lên một cách mãnh liệt, nhưng Vicente Del Bosque và các học trò đầu phải đối thủ dễ bị bắt nạt. Phút thứ 50, Roberto Carlos nhả bóng cho Zidane và lao như một mũi tên vào phía trong vòng cấm. Phẩm chất của quả bóng vàng năm 1998 được thể hiện bằng đường truyền xoé tạc hàng phòng ngự của Man United thẳng đến chân của Carlos. Hậu vệ người Brazil đưa bóng vào trong nơi người đồng hương đã có mặt từ lúc nào và phần việc lúc này của Ronaldo tương đối dễ dàng, đưa bóng vào lưới trước ánh nhìn bất lực của Barthez. Tuy nhiên, chỉ mất 2 phút sau, cầu thủ Man United lại được dịp ăn mừng. Từ nỗ lực truyền bóng của Verón, trung vệ Ivan Herrera lóng ngóng đưa bóng giữa hai chân thủ thành Iker Casillas tìm đến lưới nhà. Nhưng rồi hễ mỗi lần Man United nhen nhóm hy vọng trong một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục là một lần họ phải hứng chịu gáo nước lạnh từ Ronaldo. Phút 59, bóng lại đến chân của Ronaldo, trong khi tất cả mọi người đều nghĩ chân sút người Brazil sẽ lại phô diễn những tình huống dè dắt bằng đôi chân ma thuật của mình. Nhưng không, anh bất ngờ rẽ bóng sang và tung ra cú sút đầy uy lực ghim bóng thẳng vào lưới của Man United
nâng tỷ số lên 3-2. Bản thân anh cũng hoàn tất cú hat-trick của riêng mình ngay tại Old Trafford. Thời điểm ấy, nhiều người đã nghĩ tất cả nhuệ khí của Man United đã sụp đổ, rằng một binh đoàn hùng mạnh của Sir Alex Ferguson đã phải khuất phục dưới đôi chân của một Ronaldo thi đấu quá thăng hoa. Những tưởng kết quả của trận đấu đã ngã ngũ bởi 3 bàn thắng trong 30 phút còn lại là một nhiệm vụ bất khả thi đối với thầy trò Alex Ferguson. Phút thứ 63, ông thầy người Scotland buộc phải sử dụng đến quân bài cuối cùng, đó là tung David Beckham vào sân. Sau này, tiền vệ tài hoa người Anh chia sẻ, tôi được Mike Phelan gọi vào sân sau bàn thắng thứ 3 của Ronaldo. Tôi nghĩ rằng cuối cùng mình cũng đã được tận hưởng bầu không khí của trận đấu tuyệt vời ấy. Ít phút sau, đến lượt Ronaldo được rút khỏi sân. Cái khoảnh khắc mà Ronaldo bước ra khỏi sân như một vị vua thực thụ. Ngay cả các cổng phiền của Man United cũng đứng dậy, dành cho anh những tràng vỗ tay tán thưởng. Bởi họ hiểu rằng chẳng có gì phải buồn hay thất vọng cả. Dù sao, các cầu thủ của họ đã thi đấu bằng hết khả năng và chỉ thua bởi một Ronaldo quá xuất chúng. Được có mặt trên khán đài để chiêm ngưỡng trận cầu này đã là một vinh dự. Ronaldo đầy tự hào chia sẻ, đó là trận đấu đẹp nhất trong sự nghiệp của tôi. Khi được thay ra, cả sân vận động đã dành cho tôi sự tán dương nhiệt thành, dù tôi chẳng khác gì kẻ thù của họ. Đó là một khoảnh khắc mầu nhiệm mà tôi chẳng thể nào mường tượng nổi, một cảm xúc khó quên. Nhưng đâu có ai ngờ rằng giây phút mà Ronaldo rời sân thì mọi ánh đèn sân cỏ trong phần còn lại của trận đã bắt đầu chuyển sang cho David Beckham. Chưa đầy 10 phút có mặt trên sân, Beckham đã khiến cả khán đài Old Trafford như nổ tung. Từ một quả đá phạt ở khoảng cách tầm 22m, tuyển thủ Tam Sư đã vẽ một đường cong thương hiệu đẹp đến mức mà Casillas chỉ biết ngước nhìn. 14 phút sau, Beckham tiếp tục có mắt đúng lúc để đệm bóng vào lưới trống sau nỗ lực của Van Nistelrooy để ấn định tỷ số 4-3, khép lại bữa tiệc bóng đá tấn công bùng nổ. Mặc dù về mặt kết quả đó là trận thua của Man United, nhưng về tính cống hiến họ đã rời giải theo cái cách mà người ta thường gọi là ngẩng cao đầu. Cả hai đội đã mang đến những màn trình diễn vượt xa mong đợi với một kịch bản tưởng chừng như được sắp xếp sẵn của một bộ phim bóng đá gây cấn. Thậm chí trận showmatch đời thật giữa các huyền thoại ấy đã vô tình làm thay đổi triết lý bóng đá thời hiện đại. Nói thế là bởi trên khán đài lúc ấy có sự xuất hiện của Abramovich, người đang được liên kết với vị trí chủ tịch của Chelsea. Trước đó ông được đánh giá là người hầu như không biết gì về bóng đá, nhưng 7 bàn thắng, một cú hat-trick tuyệt vời của cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, một cuộc lội ngược dòng và một thứ bóng đá mãn nhãn được tạo nên với những tên tuổi lớn chính là tác động rõ nét đến tình yêu bóng đá của ông, và tất cả chúng ta biết điều đó đã làm thay đổi thế nào đối với vận mệnh của Chelsea trong suốt gần 20 năm sau đó. Quả thật đã 20 năm trôi qua kể từ ngày trận cầu kinh điển nhất lịch sử Champions League được diễn ra, và không chỉ Abramovich mà đối với tất cả những người yêu bóng đá, đó là một trận đấu mang họ đến với niềm đam mê mãnh liệt này, là trận đấu mà chỉ cần nhắc lại thì tất cả những cảm xúc cháy bỏng nhất dường như được khơi gợi lại. Nói đến đây chẳng còn một tính từ nào có thể miêu tả được sự tuyệt diệu mà nó mang lại, chỉ có biết gọi một cách đơn giản là cơn địa chấn lịch sử tại Old Trafford.